Rồi chào các bạn ha, nay tiếp tục lên cây 100 lẻ các bạn. Mình đang cắt lúa jasmine nha mọi người. Dòng này đang hiện tại mình đang có mặt tại đồng chợ Ma, huyện Dung Điền, tỉnh Kiên Giang nha các bạn. Má này thì đặc biệt là có 3 người hứng nha mọi người. Thường thường 300 lẻ cũng nhiều rồi nhưng mà đa số là 2 người hứng không rồi các bạn, tại vì ít nhân công các bạn. Máy này thì hình như là 3 người đi hứng với lại 3 4 người kéo gì đó các bạn ơi, cũng nhớ không lầm là 4 người kéo gì đó. Nè giờ máy kéo nó đang hư, đang vô sửa ở bên trong nhà nha các bạn, còn lúa cù nhóc ở trên nữa các bạn ơi. Đâu còn cù tầm 20 công máy cắt cỡ trơn rồi, chưa có kéo nha các bạn. Trên này tới bà kinh kia luôn này, bao lúa trắng hết trơn mọi người. Lúa này lúa jasmine nè, không biết bán giá sao các bạn, mình chưa gặp chú ruộng cũng chưa có hỏi. Vàng lúa cũng trúng lắm nha các bạn. Không gà là trên này mình quay là nói chung mình nói trúng thì các bạn sợ, các bạn nói mình nói dốc nói này kia đồ thì mình cũng nghe chú ruộng nói lại là vòng vòng đi 25 26 27 bao có các bạn. Nói chung là xả đợt sau này miếng nào cũng trúng chân rồi. Các bạn thấy không, dàn lúa quá trời gồm gồm hết trơn các bạn ơi. Rồi máy anh chị đi, để lát mình hỏi chủ ruộng rồi cắt được như bao với lại bán được giá sao mình chia sẻ tiếp cho các bạn sau ha. Bây giờ mình quay vòng vòng để quay con máy kéo, máy kéo giờ mới chạy xuống nữa các bạn, vừa mới sửa xong. Ồ, xa quá các bạn ơi. Nói chung miếng này vòng vòng đi làm miếng nào cũng giống miếng nào, đất làm y chang nha. Thấy lúa nào trúng hơn miếng nào với lại thất hơn miếng nào. Có bên đây nữa, hơi 2 tầng các bạn. Rồi máy cắt đang chạy lên ha. 100 lẻ, chiếc này năm rồi, vụ 3 năm rồi mình cũng có quay nha các bạn, 2020 á. Còn vụ này mình mới quay đầu tiên. Không ngờ cũng có cắt nhiều lắm rồi nhưng mình không có thời gian rảnh đi quay các bạn, mình bận đi quay cái máy kia, bữa nay mới có dịp xuống quay nha. Máy này máy của anh Cường bên chợ Ma nha mọi người. Biết là xế cũ có còn cắt không biết nha. Quá trời cái hàm. Còn chỗ này cắt chừng 3 lan nó xong luôn bạn ơi. Tầm 25 nữa, 25 rưỡi 25 gì đấy được xong cái miếng này rồi các bạn. Để xong cái miếng này, mình đi đếm thử ra được như bao nha. Không thấy mặt mũi chú ruộng đâu các bạn, với lại mình hỏi chú ruộng hoài cũng ngại các bạn. Miếng này không biết nhiêu công không biết. Rồi máy kéo hồi nãy mới sửa rồi mà chạy xuống chắc chưa ngon chưa im sao mà sửa tiếp các bạn ơi. Mấy cái kéo sửa rồi các bạn, bây giờ đang chạy lên gom lúa nè. Đội này có 4 người nữa các bạn ơi. Đầu vụ giờ mới thấy cái 100 lẻ này đông người nhất các bạn. 5 người lúa gì nữa các bạn ơi, 5 người luôn. 5 người với hứng 3 đó là 8 người. Quá trời ơi. À chú ruộng các bạn ơi. Xin lỗi nha chú ruộng. Vì là 4 người kéo.